Trước đây việc đầu tư một chiếc flycam hay là một chiếc drone của nhà DJI sẽ cần phải đắn đo rất là nhiều, đặc biệt là với những người mà chưa có nhiều tài chính, bởi vì giá của những chiếc máy này là không hề rẻ. Nhưng mà để giúp cho mọi người ai cũng có cơ hội được sở hữu một chiếc drone của mình thì mới đây nhà DJI đã cho ra mắt DJI Neo, một chiếc drone siêu nhỏ, siêu tiện và quan trọng là siêu rẻ. Vậy thì hãy cùng mình xem chiếc máy này có gì đặc biệt nhé. Neo là chiếc drone nhỏ nhẹ nhất của nhà DJI, chỉ với 135g, nhẹ hơn cả các sản phẩm thuộc dòng mini series. Có 4 cánh được thiết kế đều có vòng bảo vệ xung quanh để bạn có thể dễ dàng cất cánh và hạ cánh ngay trên lòng bàn tay mình. Về phần camera, Neo được trang bị cảm biến 1/2 inch với khẩu độ f/2.8. Nhờ đó, chiếc drone siêu nhỏ này có thể chụp ảnh 12 megapixel và quay ở độ phân giải tối đa là 4K 30fps, quá đủ để bạn quay video up lên trang mạng xã hội của mình rồi. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ được tích hợp gimbal cơ học một trục, được sử dụng kết hợp với hệ thống chống rung điện tử, nên có lẽ trong sử dụng thực tế, khả năng chống rung của DJI Neo sẽ không thể bằng được những chiếc flycam truyền thống đắt tiền hơn. Sở hữu ngoại hình thấp bé nhẹ cân, nhưng DJI Neo có thời lượng bay lên tới 18 phút cho mỗi viên pin. Đây là một con số khá ấn tượng vì nó chỉ ngắn hơn một vài phút so với DJI Avatar 2, trong khi vẫn giữ được sự nhỏ gọn cùng rất nhiều tính năng AI thông minh khác. Tuy nhỏ là vậy, nhưng Neo vẫn được trang bị bộ nhớ trong 22GB, tương đương với 40 phút lưu video 4K 30fps, giúp bạn yên tâm lưu trữ các thước phim của mình và tập trung hơn vào trải nghiệm bay. Có thể nói, DJI Neo sẽ trở thành thiết bị bay tiện lợi và đa dụng nhất nhì của nhà DJI. Bạn có thể kết nối và điều khiển nó bằng nhiều thiết bị như tay cầm RC N3 thế hệ mới hoặc bộ đôi kính Goggle 3 cùng RC Motion 3. Hay thậm chí, Neo cũng có thể tự hoạt động độc lập theo hiệu lệnh giọng nói hoặc cử chỉ tay của người dùng. Vì vậy, chiếc drone tí hon này có thể sử dụng theo nhiều cách và bay ở nhiều địa hình khác nhau. Nhờ vào hệ thống AI tự động theo dõi chủ thể mà không cần điều khiển thủ công, DJI Neo có thể tự theo sát được mọi hành động và giữ bạn ở chính giữa khung hình, cực kỳ phù hợp nếu bạn cần rảnh tay để làm những hoạt động như đạp xe, trượt ván hay đi bộ đường dài, giúp bạn nhanh chóng quay các vlog chất lượng mà không cần nhờ người khác hay cần thêm gimbal. Chỉ cần một cú chạm đơn giản với tính năng quick shot, bạn có thể tùy ý lựa chọn 6 chế độ quay thông minh cùng nhiều góc quay linh hoạt. Phần này thì cũng khá giống với chế độ quick shot trên các sản phẩm flycam khác. Chúng mình sẽ có video chia sẻ sâu hơn sau. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng đơn giản hóa công đoạn chỉnh sửa và chuyển file, cùng tích hợp rất nhiều tính năng cho Neo thông qua ứng dụng DJI Fly. Có thể kể đến như là khả năng ghi âm không dây thông qua điện thoại hoặc DJI Mic 2, khả năng sử dụng hiệu ứng làm đẹp Glamour Effect chứa danh của DJI Pocket 3. Vậy vừa rồi là trên tên nhanh DJI Neo, một chiếc drone nhỏ nhẹ thuộc phân khúc giá rẻ dành cho mọi nhà. Bạn có nghĩ đây là một siêu phẩm từ nhà DJI xứng đáng để đầu tư hay không? Hãy để lại bình luận nhé. Và hãy bấm like và subscribe cho chúng mình để đón chờ những video trải nghiệm sâu hơn về chiếc máy này.